Bến đò Đông Giang, tọa lạc tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là một điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn trải nghiệm nét đẹp sông nước miền Tây và khám phá cuộc sống bình dị của người dân địa phương. Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và ẩm thực phong phú, nơi đây hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Vị trí và cách di chuyển. Bến đò Đông Giang nằm bên dòng sông Tiền Hiền Hòa, thuộc địa phận thành phố Sa Đéc. Để đến được bến đò du khách có thể di chuyển bằng đường bộ đến trung tâm thành phố sa đéc sau đó theo hướng dẫn của người dân địa phương để đến bến thời gian di chuyển ngắn và thuận tiện giúp du khách dễ dàng tiếp cận điểm đến này trải nghiệm đi đò truyền thống tại bến đò đông giang du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm việc đi đò truyền thống trên sông tiền những chiếc đò nhỏ được chèo bởi người dân địa phương sẽ đưa du khách dạo quanh sông ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và cảm nhận không khí trong lành mát mẻ của miền sông nước Trải nghiệm này không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống và văn hóa của người dân nơi đây. Khám phá văn hóa và con người. Người dân tại khu vực bến đò Đông Giang chủ yếu sống bằng nghề chài lưới và nông nghiệp. Du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán và lối sống giản dị, chân chất của người dân nơi đây. Sự hiếu khách và thân thiện của người dân chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Thưởng thức ẩm thực địa phương khi đến bến đò Đông Giang, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức ẩm thực địa phương. Các món ăn đặc sản như cá lóc nướng trui, lẩu mắm, bánh xèo và nhiều món ngon khác được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, mang đậm hương vị miền Tây. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức các loại trái cây nhiệt đới tươi ngon, được trồng ngay tại địa phương. Hoạt động giải trí và tham quan. Ngoài việc trải nghiệm đi đò, du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động giải trí như câu cá, tham quan các vườn cây ăn trái và khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp xung quanh khu vực bến đò đặc biệt vào mùa nước nổi cảnh quan nơi đây trở nên thơ mộng và hấp dẫn hơn bao giờ hết lưu ý khi tham quan khi đến thăm bến đò đông giang du khách nên chuẩn bị trang phục thoải mái giày dép phù hợp để di chuyển trên đò và tham gia các hoạt động ngoài ra việc tôn trọng văn hóa và phong tục địa phương cũng là điều quan trọng để có một chuyến đi trọn vẹn và ý nghĩa kết luận bến đò đông giang là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá nét đẹp sông nước miền tây trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân địa phương và thưởng thức ẩm thực đặc sắc với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp văn hóa đặc sắc và con người thân thiện nơi đây hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên và đầy ý nghĩa